Xin chào các học sinh lớp 10. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em viết bài nghị luận xã hội về tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ, chinh phụ ngâm của đặng Trần Côn. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải hai mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Trên video, mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe bài nghị luận về tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ. Chiến tranh, hai từ nghe sao mà đau thương. Nó đã để lại bao hậu quả về sự chia ly, sự mất mát. Từ thời xa xưa, chiến tranh luôn xảy ra vì muốn giành lại độc lập hoặc xâm chiếm. Dù vì mục đích gì, nó đã làm cho bao gia đình đau khổ trong cảnh chia lìa, từng ngày ngóng trông lo lắng. Hiểu được nỗi lòng đó, ở thế kỷ 18, tác giả Đặng Trần Côn đã sáng tác bài thơ Chinh Phụ Ngâm về sự mất mát cô đơn của người phụ nữ, gia đình có chồng đi lính. Đoạn trích tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ đã làm nổi bật lên nỗi buồn lẻ loi, ngày ngày lo lắng cho chồng và mong rằng có một tương lai hạnh phúc. Mở đầu đoạn trích, người đọc đã có thể cảm nhận được ngay một bóng hình lẻ loi, cô đơn trong một không gian tĩnh mịch, yên ắng. Dạo hiên vắng thầm reo từng bước, ngồi rèm thưa rủ thác đòi phen. Ngoài rèm thức chẳng mách tin, trong rèm giường đã có đèn biết chăng. Các câu thơ không có một từ chỉ người, nhưng ta có thể cảm nhận ngay ra một hình ảnh người phụ nữ quá lẻ loi, cô độc trong cảnh đêm vắng. Nàng đi đi lại lại từng bước của sự lo lắng trông mong. Những hành động luôn vô thức lặp lại, buông rèm rồi kéo rèm, nàng hướng ra xa, lòng nàng từng giờ từng phút chỉ hướng tới chồng mình, trông tin lành. Nhịp thơ chậm, đều đều như ngưng tụ lại, hình ảnh hiện lên thật rõ nét. Sự sáng tác ấy đã mang lại sự đồng cảm của người đọc. Với câu hỏi tu từ, nàng thực muốn biết tin tức của chồng ra sao, lòng bồn chồn khắc khoải với những câu hỏi không có lời đáp. Nỗi cô đơn ấy, có ai hiểu cho nàng? Nàng mong muốn được chia sẻ, nàng chỉ có thể chia sẻ với những vật vô tri vô giác. Đèn có biết rừng bằng chẳng biết, lòng thiếp riêng bi thiếp mà thôi, buồn rầu chẳng nói nên lời, hoa đèn kia với bóng người khá thương. Trong cảnh đêm tĩnh mịch, còn mỗi ngọn đèn kia làm bạn, nàng hỏi như để tự trấn an lòng mình. Nhưng càng đối mặt với ngọn đèn thì nàng chỉ thấy hiện rõ lên hình bóng lẻ loi của bản thân. Nàng càng nhận ra, lòng thiếp riêng bi thiếp mà thôi, rằng chẳng ai ngoài nàng đang bị sự cô đơn gặm nhấm từng giây từng giờ. Hình ảnh ngọn đèn được sử dụng nhiều trong văn thơ, và hình ảnh ẩn dụ của ngọn đèn trong đoạn trích này đang soi lòng của người phụ nữ trông chồng, một nỗi buồn rầu đến thương cảm. Dường như nỗi cô đơn của người chinh phụ đã dần thấm trong từng không gian. Gà eo óc gáy xương năm trống, hòe phất phơ rủ bóng bốn bên. Tiếng gà gáy đến eo óc, bóng cây hòe rủ phất phơ trong đêm. Ở đây, tác giả đã sử dụng biện pháp tả cảnh ngộ tình, cảnh vật nhuốm màu bi thương, vô tận, khó mà nắm bắt. Không chỉ về cảnh vật, thời gian của nàng như càng chậm trôi. Khắc giờ đằng đẵng như niên, mối sầu rằng rạc tựa miền biển xa. Từng câu thơ thấm đầy tâm trạng, với từ láy đằng đẵng kết hợp với từ rằng rạc đã làm nổi bật lên một nỗi buồn không chỉ kéo dài mà còn nặng trĩu. Tác giả đang nhấn mạnh thêm về mặt thời gian cũng như không gian, so sánh một giờ bằng một năm, mối sầu bằng biển lớn mênh mông với hai từ láy, như cho thấy tiếng thở dài đáng thương của người thiếu phụ đang chờ chồng. Người phụ nữ ấy đang chiến đấu từng giờ với sự cô đơn. Hương gượng đốt hồn đà mê mải, gương gượng soi lệ lại châu chan, sắt cầm gượng gảy ngón đàn, dây uyên kinh đứt phím loan ngại trùng. Điệp từ gượng được lặp lại tới 3 lần, một từ chỉ sự hành động đầy gượng gạo, cố làm một cái gì đó. Nỗi buồn của nàng dường như rơi vào đỉnh điểm, cố đốt hương rồi chính nàng mê sảng không tỉnh táo được, gượng soi gương để chỉnh lại nhan sắc mà giọt lệ lại càng trâu chan. Nàng gầy đàn mà lòng sợ dây đứt, rồi bao kỷ niệm lại ùa về, cứ tưởng làm việc gì đó để quên đi nỗi buồn, nhưng không, nỗi sầu ấy lại càng thêm chồng chất. Sống trong sự cô đơn lo lắng vậy, nhưng lòng nàng vẫn luôn hướng về miền đất xa xôi kia, luôn gìn giữ tấm lòng thủy chung của mình. Lòng này gửi gió đông có tiện, nghìn vàng xin gửi đến non yên. Non yên dù chẳng tới miền,
nhớ chàng thăm thẳm đường lên bằng trời. Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu, nỗi nhớ chàng đau đáu nào xong. Cảnh buồn người thiết tha lòng, cảnh cây sương đượm tiếng trùng mưa phun. Không gian dường như được mở rộng hơn, xa hơn đến tận núi non yên. Nàng gom lại những nỗi nhớ, lòng yêu thương sâu sắc tận tâm mình, nhờ gió đông gửi tới cho người biên ải xa xôi. Một hình ảnh ước lệ đã gợi lên khoảng cách địa lý giữa hai con người. Nỗi nhớ tràn ra cả không gian rộng lớn, kết hợp với hình ảnh hơi khoa trương về nỗi nhớ nhung, giật nó dài đằng đẵng. Và rồi, dường như chỉ có kích thước của vũ trụ ấy mới đo được lòng nàng vậy. Giữa cảnh người và vật có sự tương đồng bởi, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Người chinh phụ nhìn cảnh vật bằng đôi mắt chất chứa buồn thương. Các câu thơ, dù đi từ tả tâm trạng đến tả cảnh hay ngược lại, thì ta càng thấy sự luẩn quẩn trong lòng người phụ nữ cô đơn lẻ loi. Từ lấy thiết tha cho thấy sự dai dẳng không thôi, nó đeo bám người chinh phụ như muốn cắt da cắt thịt bằng nỗi nhớ mong ấy. Cảnh vật, cảnh cây, sương, mưa, các hình ảnh đều bé nhỏ, mong manh cũng như nàng vậy, khiến nàng càng thêm sầu não. Dưới ngòi bút của mình, tác giả đã sử dụng nhiều biện pháp nghệ thuật trong việc diễn tả tâm trạng của người chinh phụ. Ông đã sử dụng các từ lấy rất độc đáo, kết hợp với biện pháp điệp ngữ khéo léo trong việc lấy hình ảnh ẩn dụ, các bút pháp ước lệ tượng trưng. Đặc biệt, ông đã rất thành công trong việc tả cảnh ngụ tình, đã làm nổi bật các cung bậc cảm xúc của người phụ nữ. Thể thơ song thất lục bát với âm điệu réo rắt đã khiến cho người đọc không khỏi đồng cảm, yêu thương người chinh phụ nhiều hơn. Những vần thơ trong đoạn trích đã vẽ lên một nỗi buồn tâm can của người phụ nữ có chồng đi chinh chiến. Qua đó, tác giả muốn lên án tố cáo chiến tranh phong kiến đã làm phá hủy hạnh phúc lứa đôi của con người. Đồng thời, ông muốn khẳng định quyền được hạnh phúc của con người. Ông đồng cảm với người phụ nữ và luôn mong muốn họ cũng có được hạnh phúc. Cho thấy ông là một người có một tư tưởng nhân đạo thật sâu sắc, yêu thương và trân trọng con người. Hết bài nghị luận. Hy vọng với video này, thầy có thể giúp các em nâng cao khả năng làm văn phân tích của mình. Các em có thể tham khảo thêm các bài văn phân tích khác dưới phần mô tả. Thầy có để link để các em xem và tải tài liệu miễn phí. Chúc các em học tốt và cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy bấm like, đăng ký và nhận thông báo để cùng thầy nghe những bài văn đi cùng năm tháng.